Mọi người thân mến, một tuần trôi qua rồi, không biết cảm xúc của mọi người về câu chuyện của tuần trước như thế nào. Và cũng không biết là khách mời của chúng ta ngày hôm nay ngồi vào chiếc ghế này thì họ cũng đã sẵn sàng để có thể lội ngược dòng ký ức, quay trở về những năm tháng mà họ đã nhúng mình vào trong một cuộc tình. Có thể dòng nước ấy rất là mát lạnh, cũng có thể cuộc tình ấy đã có những cái trầy xước nhất định, để rồi như chúng ta đã nói với nhau ngay từ đầu chương trình, nó kết tinh lại, những cái vết thẹo ấy trở thành một dạng phù điêu vô cùng đặc biệt mà cả một đời người ta không thể nào xóa được. Nhưng đó là những cái dấu tích nhắc nhở để biết rằng mình đã trưởng thành từ những chất liệu gì trong cuộc sống. Mọi người sẽ nghe cái giọng này giùm mình nha. Anh ơi, anh hát một cái câu gì đó đi anh. Em ơi xuống đêm thao thương vì em. Thấy gì? Em mời anh gửi một lời chào đến mọi người. Cho phép Đoan Trường được gửi đến toàn thể quý vị, các anh chị, các bạn lời chào thân thương nhất. Trong số nhiều người đã đến, đã đi với cuộc đời mình, thì bây giờ anh sẽ chọn cái lát cắt nào, cái khoảng thời gian nào để chia sẻ với quý vị khán giả? Như em biết thì người ta thường có câu lắm mối tối nằm không, đúng không ạ? Thành ra hôm nay anh muốn mang đến một cái gọi là bí mật đi, để chia sẻ một cái chuyện tình đầu tiên của mình thời sinh viên mà anh chưa bao giờ chia sẻ. Và hôm nay có lẽ em là người đầu tiên, cùng với quý vị khán giả cùng nữa. Cùng với quý vị khán giả. Không có kịch bản chung cho mọi cuộc tình. Vậy thì bây giờ quay trở lại với cuộc tình đầu, theo như anh nói là mối tình đầu. Anh chưa dám gọi đây là tình yêu, mà anh chỉ gọi là những rung cảm đầu tiên của một người con trai mới lớn. Khi mà xa quê, trong cái thời sinh viên. Năm đó anh bao nhiêu tuổi? Năm đó anh 24 tuổi. Anh thi đậu vào trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong top 10. Trời đất ơi. Top 10. Thì anh được nhận được một cái học bổng của chính phủ Nga cùng với chính phủ Việt Nam tài trợ cho anh học bổng toàn phần 6 năm để sang Moscow để du học tại trường Đại học Công nghệ hóa tinh vi Lomonosov. Thế thì một chàng trai 24 tuổi. Lúc đó là 20. Mình qua lúc 20. Qua bên kia là đến năm 24 tuổi. Thì mới bắt đầu yêu. Yêu trong một cái bối cảnh xứ sở Bạch Dương. Đúng rồi. Đầy lãng mạn, rất trữ tình. Bao nhiêu chuyện tình đẹp đã xuất phát từ đây, ở cái thế hệ của anh. Rồi. Vậy thì cái rung cảm của mình với cái người yêu của mình lúc đó nó đã diễn ra như thế nào? Nó có một cái khác là bạn ấy là người Nga. Wow. Một người con gái Nga. Và lúc đó thì anh đang học ở trường hóa. Dạ. Còn bạn ấy học tại Học viện Nghệ thuật Múa Đương đại Quốc gia Moscow. Thì bên đó khi mà thời sinh viên thì anh cũng đi hát. Thì em biết là anh cũng đi hát để gọi là đi có thêm thu nhập mà. Để trang trải cái cuộc sống sinh viên của mình thời bao cấp ở bên đó. Và gửi tiền về, gửi hàng về để nuôi người em gái cũng như là chăm lo cho ba mẹ tại Việt Nam. Cũng bước vào cái thời kỳ bao cấp. Anh ơi, như vậy thì cái chuyện tình của mình nó có đẹp không? Cái rung động của con tim lúc đó nó mạnh đến mức nào trong cái cuộc tình này? Nó đẹp lắm em. Tại vì thứ nhất là anh lúc đó anh chưa có biết yêu. Anh chỉ biết là anh thích người đó thôi. Còn cái người đó thích hay không á anh thì anh không có biết. Lúc đó anh nhát lắm, anh chưa có dám mở lời, là tự vì thường á ít ai mà lại đi yêu một người con gái mà không phải là người Việt Nam. Cái thời đó nó còn gọi là còn hạn chế về tư tưởng, về suy nghĩ. Có nhiều rào cản. Thì thật ra anh cũng nhát, anh không dám gọi là mở lời trước. Thì sau đó bạn ấy mới nói với anh, nói là hình như là em biết là anh cũng thích em, nhưng mà tại sao anh không có nói thẳng ra? Đó thì anh mới nói, ủa tại sao cái cô này cũng dám mở lời trước với mình như vậy? Thì mãi sau này mới biết được là cái tính cách của cái người phụ nữ nước ngoài đó, người ta rất là thẳng thắn, người ta rất là chân thành, người ta thích thì người ta nói ra thôi, và người ta chủ động tất cả trong mọi chuyện. Nhưng mà khi cổ nói như vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc là cổ có thích anh không? Dĩ nhiên là cổ nói là bây giờ có thể là chúng ta đang thích nhau nhưng mà chúng ta chưa có yêu nhau. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Cũng rất là thẳng thắn. Rất là thẳng thắn, anh thích như vậy. Và tự nhiên lúc đó một cái chàng trai mới lớn mà được một người con gái khác tỏ tình mà chủ động như là một người con gái nước ngoài thì anh hơi bị sốc. Và anh không hiểu là chuyện gì đang xảy ra ở đây. Có một cái rất hay là hình như anh cảm thấy là cô ấy là cái điểm tựa cho mình.
là mỗi khi anh đứng hát trên sân khấu thì cô ấy múa minh họa cho anh. Vậy thì kỷ niệm tình yêu ở xứ sở Bạch Dương những năm tháng đó, nó có những cái chất liệu gì mà đến bây giờ mình vẫn không quên được anh? Nói chung là nồng nàn, đầy khát khao. Trời anh ơi, anh tả vậy là mọi người đang tò mò lắm á. Ví dụ mình cụ thể hóa ăn xíu cái quãng ký ức đẹp đẽ đó của mình đi. Có nghĩa rằng là bây giờ không biết nói như thế nào, nhưng đến bây giờ thì anh mới hiểu được là những người phụ nữ phương Tây á, người ta không có quan trọng những cái chuyện mà yêu mà anh bỏ trong cái ngoặc kép. Tức là cái câu chuyện về tình dục là không cần quan tâm, là bình thường, là cái, bình thường. Cô ấy cũng chủ động luôn. Anh có bị sốc về điều đó một lần nữa không? Lần thứ hai. Lúc đó anh suy nghĩ rằng là chắc là do cái cách sống của người phương Tây. Nó là như vậy. Người ta thích là người ta nói, người ta muốn là người ta trình bày, người ta làm. Thành ra là mình cũng phải quen dần với cái cách sống đó, bởi vì mình đang sống ở đất nước của người ta. Là thứ nhất mình cũng phải theo gọi là cái nhập gia tùy tục. Đúng rồi, cái tính cách của người ta, cái phong cách sống người ta. Khi mà chúng ta đã trung thực với nhau, đã nói chuyện thẳng thắn với nhau thì rất là thoải mái thôi. Vậy thì lúc đó hai người có nói về chuyện tương lai không? À chưa em, chưa. Chỉ là những sự rung động qua lại thôi, chưa nói chuyện tương lai, bởi vì tương lai còn quá xa. Tại vì bản thân cô ấy cũng muốn là bây giờ tại sao là chúng ta không sống một cách thoải mái, vui vẻ, cùng hỗ trợ nhau trong cái bước đường nghệ thuật, nó sẽ hay hơn. Anh thấy nó nhẹ nhàng mà nó hay lắm, nó đẹp, nó bình thường mà nó hay lắm. Thế nhưng mà theo lời anh tả thì mọi người đang cảm thấy đây là một chuyện tình quá đáng để mơ ước. Vậy thì những cái xung đột mà hai người có với nhau trong cuộc tình ấy, nó sẽ là những cái xung đột như thế nào? Tụi anh không có xung đột. Không có luôn. Không có xung đột. Nhưng mà tụi anh có những cái gọi là những cái gút mắt. Là lúc đó quen nhau được bao lâu rồi anh? Khoảng 2 năm. Quen nhau 2 năm. Trong 2 năm đó không cần bàn chuyện mai sao. Mai sao? Rất đẹp. Tại vì còn đang đi học. Đó thì anh ở lại thêm 2 năm. Thì trong 2 năm đó anh chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thôi. Nhưng mà chắc chắn nữa mình sẽ phải về nước. Mình không thể nào mà mình ở lại luôn. Thì bây giờ liệu rằng tình yêu đã đủ lớn chưa để mà tiến đến hôn nhân được hay không? Có nghĩa là hai người phải, anh phải trình bày, anh phải nói với cô ấy về những cái dự tính đó, về những cái diễn biến đó. Phản ứng của bạn ấy, của cô ấy như thế nào? Và bạn ấy cũng trình bày lại cái hoàn cảnh của mình. Là anh nói vui á, thì bạn ấy mới nói rằng là em có thể em ăn nước mắm với anh một vài năm, nhưng mà bắt em ăn nước mắm với anh trong suốt cái cuộc đời còn lại thì em không thể nào em ăn được. Nếu mà câu này mà vận vào anh thì anh cũng nói anh không thể nào anh ăn bơ sữa mỗi sáng dậy được, anh không thể nào anh ăn với lại bánh mì xúc xích rồi mứt chấm mứt mà anh sống hết như vậy được. Thì bây giờ vấn đề xảy ra là nếu mà lấy nhau thì buộc lòng một trong hai người phải hy sinh về nước, về cái nơi của người còn lại. Mà lúc đó mà dẫn một cái cô gái tóc vàng mắt xanh về Việt Nam thì thôi rồi. Từ vì thời đó em biết không, là thư từ internet còn chưa có, thư bằng viết bằng thư tay mà dẫn về chắc là mẹ anh là ngất xỉu mất. Đó, thành ra là mà anh không thể không về. Chính xác. Bởi vì anh đi theo diện của chính phủ, xong phải quay có về. Trách nhiệm. Chính xác. Đúng rồi, rồi sao? Mà cô ấy cũng không thể nào mà về Việt Nam sống, mà anh cũng không thể nào mà sống ở bên đó được. Thứ nhất tụi anh bị cái nút thắt là rào cản về phong tục tập quán, về tính cách của hai người khi mà sống ở một trong hai quốc gia đến suốt cuộc đời. Dạ. Đó, nó bị là đến suốt cuộc đời. Không thể 60 năm cuộc đời được. 60 năm cuộc đời được. Vậy thì em hỏi anh là lúc đó khi mà nó bắt đầu nảy sinh vấn đề, nó bắt đầu có những cái chuyện mà nó phải buộc mình giải quyết, có bao giờ anh dấy lên một cái sự hối hận là biết gì hồi xưa đừng yêu luôn cho rồi, yêu chi bây giờ phải tính, thà là mình đóng băng con tim của mình mấy năm ở Nga luôn cho rồi đi, dướng vô cuộc tình này làm chi, rồi bây giờ phải ngồi đây tính là như thế nào. Lúc đó có bao giờ anh giận lên cái suy nghĩ đó không? Có hối tiếc không? Anh không có hối tiếc, là từ vì ngay từ đầu tụi anh chưa nghĩ đến hôn nhân. Và lúc đó thì cái cách giải quyết của hai người đó là bày vấn đề ra. Bày vấn đề ra, ngồi nói chuyện với nhau, gỡ cái nút này, tháo cái nút kia, vẫn yêu nhau, vẫn sống với nhau hạnh phúc, vui vẻ, hỗ trợ nhau. Có nghĩa là lúc này nó không phải là cái câu chuyện mà theo kiểu chúng ta vẫn hay hình dung là rồi sẽ phải chia tay đó. Mà anh chị đã nghĩ ở một cái chiều kích ngược lại là chúng ta còn được yêu nhau bao lâu nữa đó. Thì hôm nay anh mang một câu chuyện đó hoàn toàn. Anh nói từ đầu là
nó không biết là nó có mang dáng dấp của những câu chuyện chung hay không. Nhưng mà câu chuyện của anh là nó buộc là phải đi đến như vậy. Anh, nếu như á, quý vị khán giả đang nghe câu chuyện của chúng ta và những người khác đang nghe câu chuyện của anh đi, người ta sẽ bắt đầu hỏi ngược lại anh một chuyện là như vậy thì thực sự anh đã yêu chưa? Bởi vì người ta hay nói vậy là nếu đã yêu rồi á, không có dễ buông tay như vậy. Có yêu nhưng chưa đủ lớn. Lúc đó là mình đang nghĩ tới cái chuyện chưa đủ lớn rồi, hay sau này nhìn lại cái hành trình đó thì anh mới lý giải rằng lúc đó nói như vậy là vì tình yêu chưa đủ lớn. Sau này, tại vì lúc đó anh chỉ mới 24 tuổi thôi mà anh chưa đủ cái gọi là cái từng trải và cái kinh nghiệm trong tình yêu của một người con trai. Thế thì anh thấy cái gì ở người con gái nước ngoài không cần phải đi so sánh. Giờ mình chỉ cần mô tả về cái cô gái mà mình đã từng yêu, khác quốc tịch, khác văn hóa, cậu đã có những cái sự thể hiện nào mà anh biết là chắc nó không giống con gái Việt Nam đâu. Nó ảnh hưởng đến anh cho đến tận bây giờ luôn. Là thứ nhất là thích ai thì cứ phải nói ngay từ đầu, cho dù được hay không thì phải nói. Nếu mà nói ra đó thì 50-50 thắng, đúng không? Còn nếu không nói là thua hết. 100% thua. 100% thua. Thế tại sao mình không nói? Bây giờ không cần biết là tôi thích anh hay là anh thích tôi chẳng hạn, cứ phải nói ra. Đó là một sự mạnh dạn. Phải mạnh dạn. Thứ hai là trong tình yêu phải chân thành với nhau. Dạ. Mặc dù cái chân thành đó nó phản ánh luôn đồng thời những cái sự tính toán. Đúng rồi. Nhưng, phải nhưng chân mà thành. Cứ chân thành đi. Phải nói rõ nhau. Và thứ ba là khi mà gặp vấn đề, những cái nút thắt phải gỡ từng nút. Mình nhìn thẳng vấn đề và mình phải nói, mình không có trốn tránh được. Nếu mà em không chịu gỡ ra mà em chỉ gỡ cái nút này, nút này, nút này á, thì nó sẽ còn những nút khác. Bây giờ tôi phải bày ra hết. Bây giờ chúng ta có 4 cái nút này, chúng ta phải mở nút này ra. Đây là cái tính cách sống nè, đây là văn hóa giữa hai nước nè, đây là ở công việc nữa. Yeah. Công việc bây giờ về đây thì em làm công việc gì? Đó, gia đình. Phải mở từng nút cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng là cái nút mà chúng ta mở đó nó quá nhiều thì chúng ta sẽ phải dừng lại và chúng ta tìm một hướng khác. Có nghĩa, ủa tại sao mình cứ phải ngồi mình gỡ nút này rồi mình kiểu như mình khổ sở đó. Đó là những cái chướng ngại, những cái vấn đề mà người ta phải giải quyết. Thế đúng thì mà. Trong rồi, dạ, đúng rồi á. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình người tuổi sinh năm 82, mình sinh ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng rồi, mình còn khoảng 3 tuần mấy, 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần. Là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ tìm bạn gái rồi đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi mới về đúng không? Mình phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận Tư. Sao không đưa mẹ như qua luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ mà. Nên mẹ thích cái ồn ào, chứ qua bệnh không có biết tiếng rồi, phần cũng lớn tuổi rồi, chứ qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu, cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là bên gì đó anh? Thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì là thấy mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. Cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, phân loại sắp xếp cho nó gọn lên ba lệch, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng á, đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bà thì chỉ bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì?
Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của Tây của chính phủ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có gì nói cái đó để đúng mình tự lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, thân ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh quá hả? Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợ tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Anh thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con đó, gọi là ở bển rồi chăm sóc. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Vợ mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà người gốc Việt thì đại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì em làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc mình cư, mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale và bên Nguyễn Kim. Sale điện máy Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ cũng nhất cái chỗ bên Trần Hưng Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có, thì lâu dài ở đó. Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn coi. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không ồn nào luôn. À, nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Thì cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện đó nó tế nhị, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con á, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công mới mốt ai cũng khổ. Dạ rồi. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao 1.5 cho lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó nó không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn đúng không anh, thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì, thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề, tại vì mình thích những cái người về tình trải giải khá là như vậy. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi, ví dụ. Tại tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi. Bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó, ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ, anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về các một cái người nào đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh để khác là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để anh không? Được chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch, anh hiểu không? Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp.
Em hiểu ý không? Em giống như nhiều khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Bây giờ em nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Rồi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi. Được. Cho mẹ con em đi, ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh nên lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em. Dạ. Anh hiểu em giống như kiểu đó, mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó. Dạ. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó thùy vô hoàn cảnh hai người. Dạ. Đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh ok anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp, thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, rồi anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Lợi dụng hoặc là cái thì dụng nói chỉ tới vậy là như vậy thôi. Chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên là nói cái đó là mỗi tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh. Còn gì anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái khuôn mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Em biết rồi mà anh thì nói chung đi. Là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được em? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gành, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca lại. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi anh ơi. Hồi nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình cai thì nhạc buồn không mà, chứ không có cai nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát thế thôi. Bài nào cũng được. Cũng vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta nát ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình không có ca hát mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì bạn lái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì, đối với anh về đủ rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Quang nha.